Bà nội, má. Tố Tâm, con đến đây làm gì? Những người ở đây đâu có liên quan gì đến con. Thái Tổ, con đã ăn hết một tiếng mấy rồi, má phải đưa tụi nhỏ về. Chúng con còn ba món và món tráng miệng, ăn xong rồi về có được không? Quản gia, đỡ bà nội ngồi xuống đi. Bà nội, đừng có giận mà. Chẳng phải nội đã cho phép chúng con ăn bữa cơm này sao? Bà nội nói phải giữ lời, cùng lắm là còn cùng nội đánh Thái Cực thêm vài ngày. Không phải chúng tôi không giữ lời, là người khác không giữ lời thôi. Có người nói với tôi, không phải là thân thích với Nhân Hạt Sen, vì thuê giá rẻ thôi, 7.000 một tháng, xong việc thì đuổi hắn đi. Ha, vậy tôi muốn hỏi thử, không phải thân thích, chỉ là làm theo thời vụ, tại sao có thể ngồi cùng ăn chung với mọi người còn vui vẻ nữa chứ? Không phải, Nhà Hạt Xe không có dùng cơm chung với mọi người, ai mà thân thích với hắn chứ. Chú Đại bảo hắn mang về chai rượu tới, vậy cậu để rượu lại rồi về đi, không có ai thân thích với cậu đâu. Dạ, tôi đi liền. An Hồng, ước mơ của người già là có trước có sau, em hãy để tụi nhỏ ăn hết bữa cơm với ông ngoại chúng có được không? Chị Hà, chị muốn mời ai ăn cơm em không có quyền nói, cũng không có quyền cấm cản, nhưng mà em có quyền giúp má đưa tụi nhỏ về nhà. Nè, đứng đó gì khúc gỗ làm gì chứ, hãy về đi, cậu đúng là tên khốn mà. Thật ra chúng ta không nên cãi nhau vì người này. Đi. À, chú Đạt, con về trước nha. Má Hà, con về nha. Nhân Hạt Sen, cậu đừng về. Tôi nói cho mọi người biết, tôi thuê cậu ấy làm lâu dài, 16.000 một tháng. Nếu làm ăn có lãi, cậu ta được chia quê hồng, còn những điều khác thì hoàn toàn tuân theo luật lao động. Vậy tức là cô không giữ lời rồi. Con là người rất xem trọng lời hứa. Tháng rồi con đã gọi qua bên Úc nói với em gái của Nhân Hạt Sen, bảo nó hãy ráng học hành. Con đã thuê anh nó làm công rồi, sau này khỏi phải lo. Chẳng lẽ bây giờ con lại nói với nó là không thuê anh nó nữa, nó sẽ bỏ học. Con không làm được. Còn về việc dì nói con không giữ lời hứa, dì từ trước tới nay Ân Hồng cũng không giữ lời hứa với con. Năm xưa chị thuê em đến làm việc ở tiệm bánh, em đã từng nói nhiều lần, suốt đời này em sẽ coi chị như chị em, mãi mãi cũng sẽ đối xử tốt với chị. Cô đã từng tuổi này còn giành giật cái gì nữa, muốn giành cũng không có được đâu. Ân Hồng đâu có lỗi với cô, Thái Tổ ly dị với cô cũng tại cô thôi. Cô đã hại chết em trai của nó, nó làm sao có thể sống chung với cô và làm vợ chồng với cô được chứ. Chú Út đòi nhảy lầu, con không nói cho mọi người biết. Cho đến ngày hôm nay, năm nào con cũng đến dinh Coalition để cúng chú Út, con đều rơi nước mắt. Con đau khổ suốt mười mấy năm. Sau này, cho dù con có chết đi nữa, con cũng sẽ mang theo nỗi đau này. Nhưng còn anh, còn má thì sao? Mọi người có từng nghĩ đến tại sao Thái Toàn mỗi khi gặp phải chuyện gì cũng đều tìm con mà không tìm hai người? Mỗi lần khi chú ấy gặp phải khó khăn gì đến nhờ hai người giúp đỡ, anh thì nói ok anh sẽ giúp, nhưng chỉ nói bằng cái miệng thôi. Nè, anh... Còn má thì sao? Má cứ đấm vào ngực, nói con má làm má tức ngực không thở nổi. Nhưng hai người có từng nghĩ đến phải làm cách nào để dạy dỗ tốt đứa con này không? Chẳng lẽ hai người không có chút trách nhiệm sao? Nè, em có điên không vậy? Em đang nói cái gì đó? Em nói lạc đề rồi, Thái Toàn là bị em hại chết đó. Vậy lại nói là do anh và má không chịu giúp đỡ nó. Con đừng nói nó nữa, nó điên rồi. Ba, bữa cơm này không ăn được nữa rồi, chúng ta đừng ăn nữa. Dù có ăn tiếp thì cũng không thấy vui. Chỉ cần ba biết, đứa cháu nào cũng đều hiếu thảo với ba. Một năm 365 ngày cũng đều là lễ trung thu. Dù tụi con có ăn cháo đi nữa cũng thấy vui. Đúng rồi, Tô Thù, con về đi, ông ngoại rất buồn. Vĩnh Trung, Vĩnh Viên, các con cũng nên về đi. Nè Vĩnh Viên à, đi về. Nè Vĩnh Trung, đi thôi Vĩnh Trung, đi đi. Bọn người này đều điên hết rồi, gần gũi với họ nhiều sẽ điên luôn đó. Sau này đừng có gặp họ nữa, chúng ta về thôi. Thôi đi về. Đi về. Má Hà đừng khóc nữa, không cần phải đau khổ suốt cả đời. Anh Toàn nhảy lầu không phải tại má không chịu giúp ảnh, không liên quan tới má. Nhưng Hạt Sen, anh nói cái gì? Không liên quan tới má thật không? Là thật đó. Anh Toàn thường nói với tôi, người anh cảm kích nhất trong đời chính là má Hà. Chỉ có mình má Hà mới chịu giúp ảnh thôi. Chỉ có một mình má Hà chịu bỏ tiền túi ra để giúp ảnh. Anh nhảy lầu hoàn toàn không phải vì tiền. Đêm đó má Hà không chịu cho ảnh mượn tiền, ảnh chỉ còn cách đi chơi một ván bài. Ảnh rủ tôi qua Macau để chơi roulette. Tôi còn nhớ rất rõ, anh nói với tôi, anh sanh vào ngày 8 tháng Giêng, nên anh đã đặt hết tiền vào con số 18. Nếu anh trúng thì sẽ ăn gấp 36 lần. Anh đặt 10.000 sẽ trúng được 360.000, trả hết nợ cũng còn dư 17.000. Cậu nói bậy. Nếu là như vậy thì thằng Toàn đâu có nhảy lầu. Phải đó, có nhầm không vậy? Cậu nói cái gì đó? Phải đó, sao lại nhảy lầu? Anh nhảy lầu là vì một cô gái. Lulu đã đi theo người khác,
Đêm đó tôi còn chở anh ra sân bay để rước cô gái kia. Không ngờ cổ không chịu ở lại mà còn nói với anh, nói anh là kẻ vô dụng và làm phiền cổ. Cuối cùng vào đêm đó, anh Toàn đã cùng tôi uống hết mấy chai. Anh khóc lóc và nói với tôi anh đã chán sống rồi. Tôi tưởng anh nói đùa thôi. Nào ngờ sáng hôm sau anh đã nhảy lầu thật. Chuyện này thật sự không có liên quan tới má Hà và không liên quan tới bà. Cậu đừng ăn nói bậy bà nha. Chứ là bà ta và cậu nói như vậy rồi, hai người cùng thông đồng với nhau thôi. Tôi dám thề với trời đất đó, nếu như tôi có nói dối thì anh Toàn sẽ về bóp cổ tôi chết đi. Tại sao anh không chịu nói sớm chứ? Phải đó, chuyện lớn như vậy sao chịu nói sớm một chút. Lúc đó vì tôi không thích má Hà thường hay chỉ trích tôi, thường hay chống đối tôi, nói tôi lười biếng, nói tôi không chịu làm việc. Tôi chơi đua ngựa thì nói là tôi học hư. Thằng khốn kia, chuyện lớn như vậy tôi không biết là cậu nói thật hay giả nữa hả? Cậu thật hư đúng, nó bậy. Phải đó, tôi hư, tôi hư bằng ông không? Ông lúc nào cũng đổ thừa là em trai của ông bị nhảy lầu là do má Hà hại chết, nào dứt khoát tình cảm với má Hà. Thật ra không phải như vậy đâu. Trước một năm anh Toàn nhảy lầu, ở xưởng bánh tôi đã nhìn thấy hai người có tình ý với nhau. Ông đang dòi bột, từ từ nắm tay người ta, có đúng vậy không? Còn nói bậy nói bạ cái gì đó. Tôi có nói sai không hả? Nói sai lại đi. Dừng tay lại. Trời ơi, nè nè, cãi nữa mà. Đừng coi đây cãi nữa. Họ đều từ bệnh viện tâm thần ra đó. Mình về thôi. Về thôi, đi về con, đi. Bà nội à, con muốn ăn hết bữa cơm với ông ngoại. Nè Diễn Trương ngoài về thôi. Con cũng muốn ở lại ăn hết bữa cơm này. Nè, đi. Vậy tụi con cũng không chịu về với nội chứ gì. Mỗi ngày chúng con đều ở bên cạnh nội. Hôm nay con muốn ăn bữa cơm với ông ngoại, có được không? Má, mặc kệ họ đi. Mình về đi má, đi. Về má. Tố Tâm, về con. Thôi về. Má, mọi người ở lại vui vẻ nha. Nhưng Hạ Sen, má đừng buồn nữa. Sự việc này không liên quan tới má. Cũng tại con, con đã im hơi lặng tiếng bấy lâu nay. Con xin lỗi. Con xin lỗi.